lại là một chiếc đèn thủy sinh siêu ngon trong tầm giá, với thiết kế sang trọng có thể cân tốt những cái nhu cầu như là chơi bể thủy sinh, chơi bể bán cạn. Xin giới thiệu với mọi người một trong những cái hãng đèn khá nổi tiếng trong cái phân khúc giá rẻ gần đây, đó chính là đèn Coco. Cùng tham khảo xem nó có điều gì đặc biệt nha. Trước khi đi vào review chi tiết, có một cái thí nghiệm nho nhỏ để chúng ta cùng xem đèn nó mạnh như thế nào nha. Trên tay nhóc nhà tớ là một chiếc đèn với cái công suất là 10W, và tớ khá là ngạc nhiên bởi vì nó quá sáng mọi người ạ. Tớ soi ra ngoài như một cái đèn pin cho mọi người xem này. Với 10W mà nó sáng đến mức như thế này thì thực sự là không thể tin được. Thiết kế tương đối đẹp và tinh tế, nhỏ nhắn, gọn gàng, giúp chúng ta có thể chơi một cái bể thủy sinh nhỏ nhưng mà nó không hề thô một chút nào. Đèn thiết kế khá khớp, giúp chúng ta có thể là xoay, vặn, điều chỉnh đèn, tùy chỉnh đèn theo đúng sở thích và yêu cầu cá nhân. Thiết kế chân đèn bắt ốc, giúp đèn có thể thoải mái xoay 360 độ. Chiều cao tối đa của đèn là 40cm và tay ngang là 25cm. Về ánh sáng, nó có 3 màu chính là trắng, vàng và trắng pha vàng. Ánh sáng tương đối là mạnh mẽ, khi tắt đèn đi là chúng ta có thể thấy được đèn vẫn rất sáng. Ở mức ánh sáng này thì tôi nghĩ rằng cây vẫn có thể tạm chấp nhận, có thể quang hợp được. Ở đây thì mình có thể thấy là một vài cây thì nó vẫn thở ra oxy. Về cơ bản trong tầm giá này, tôi chắc chắn đây là một chiếc đèn rất ngon để chúng ta có thể sử dụng. Nó sẽ mang cho chúng ta một cái trải nghiệm mới về ánh sáng rất hay, rất lạ, hoặc chúng ta có thể sử dụng làm một cái đèn chính cũng được, chơi cho những cái bể bán cạn hoặc những cái bể thủy sinh tối giản hoặc những cái bể biotope, hoàn toàn rất là ok. Và với mức giá và những gì nó mang lại thì tôi đánh giá sản phẩm này được 9/10. Mọi người có thể là trải nghiệm và đánh giá cùng tới nhá. Thủy sinh for you, review là phải chất.